á, mình đi chợ có mua một ít thịt này và mình mua thêm một ít nấm mèo gọi là một nhĩ, và mình bỏ thêm ít rau củ quả vào cho nó đỡ ngán này các bạn ơi. Và mình có đặt vào đây là 5 trái trứng. Rau thơm mới mình mua một củ khoai môn về mình bào mình cho nó đỡ ngán này các bạn. Trứng chắc mình đập hồi nãy mình đập mới có 3 trái cho nó khô quá. Mình đập thêm 2 trái nữa cho nó thành 5 trái. Mình cho tiêu vào cho nó thơm nữa các bạn. Vì gia vị của các bạn là các bạn ăn cay không cay nhé. Mình nêm vào một chút xíu muối, muối thì mình bỏ tí xíu thôi nha các bạn. Tại vì tí mình làm mình cần ăn là mình chấm á, nước mắm á. Nên là mình chỉ bỏ một chút xíu muối cho nó đậm thôi. Mình bỏ hạt nêm này. Đây là bột ngọt. Cái hũ bột ngọt mình đã bị ướt. Mình lấy nguyên bịch luôn. Trộn đều lên này. Mình ăn cái củ khoai môn này cho nó đỡ ngán này. Bánh tráng này mình có hai loại mình quấn cho các bạn nhé. Cái này là bánh tráng bò bía đậu xanh này, và đây là bánh tráng đa nem xứ Nghệ nhé, đặc sản xứ Nghệ nhé các bạn nhé. Bánh cái này nó dẻo, mình không phải nhúng qua nước đâu. Cái này mình cứ về mình quấn thôi. Rồi, ngon cơ. Mình quấn cái nhỏ nhỏ một thôi các bạn. Ủa mẹ có giấy bạc không? Dạ. À lỗi, không phải giấy bạc mà là giấy trong phòng á. Băng co gì không phải ăn phòng. Đó, trong phòng á, màn ảnh á. Chị chốc cái két á. Gói đồ cho mình xếp vào đây, gọn đến đó thì cho nó gọn. Này mình muốn quấn 11 người, cứ quấn này đây. Trong tủ đá khi nào mình ăn đến đâu thì mình lấy ra chia đến đó nha các bạn.
không cần phải quấn nước mà cũng không nên nó mình chiên thì nó giòn. Giòn nó giữ độ giòn được lâu. Chiên bánh tráng kia thì nó giòn nhanh mà nó cũng mau dịu nha các bạn. Còn cái này thì mình chiên cái này thì nó giữ được độ giòn lâu lắm các bạn. Mình để vô ngăn đá để chiên dần nó cũng không có bị ướt nhé. Mình thấy bánh đa nem Hà Tĩnh này nó giòn hơn các bạn, hay là do mình bóc ra sớm thì nó đó nó khô á. Bánh tráng này mình bóc sớm quá nên để đến giờ nó khô mất rồi các bạn ạ. Mình rút nước quá. Nó khô mất rồi cái bánh tráng này. Nó dẻo như lúc ban đầu. Vậy là mình đã xong rồi nha các bạn nhé. Mình được hai hộp chả giò nha các bạn. Cái này là chả giò bánh bía đậu xanh này. Còn cái này là trăng đem bánh đa nem Nghệ An này. Đây các bạn. Mình được hai hộp đây này. Cái này mình ăn hộp nào mình bỏ vào trong ngăn đá để ăn dần nha các bạn. Con điên. Bạn ơi, mình đã cuốn xong rồi, mình bỏ mình chiên nha các bạn nha. Chiên mình cho cái dầu nó sôi lên này. Chiên mình lăn liên tục này thì nó cái chảo của mình nó sẽ tròn này. Nó không có bị méo cái chảo nha. Bánh của mình lăn bỏ vào cái mình lăn cực cái bánh nó tròn xinh xắn này. Này nó vàng rồi nha. Mình gắp lên này.
chiên là mình chiên lúc nào mình cũng xanh bỏ vào cháo với mình lăn đều tay thì cái bánh nó tròn các bạn. Nếu mình mà không lăn tay đều tay là bánh nó sẽ nằm nó bẹp dép dép luôn. Vậy là mình chiên xong rồi các bạn. Vậy là mình đã chiên được một đĩa chả cuốn thật tuyệt vời này các bạn này. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình từ đầu đến giờ. Và các bạn nào chưa đăng ký và đăng ký nhấn like, đăng ký dùng Hương Vlog nha các bạn. Bye bye, xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn video sau nha các bạn nha.